nhiều doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng sản xuất ở Việt Nam. Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản công bố báo cáo khảo sát từ 4.600 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại gần 20 thị trường nước ngoài, trong đó có 700 doanh nghiệp ở Việt Nam. Theo đó, hơn 55% trong số 700 doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam 1 đến 2 năm tới. Hơn 40% doanh nghiệp dự kiến duy trì ở quy mô hiện tại. Tỷ lệ doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam có giảm so với trước dịch. Nhưng đây là xu thế chung tại các thị trường khác, do những tác động của Covid-19. Việt Nam cũng là quốc gia có tỷ lệ doanh nghiệp mở rộng sản xuất luôn duy trì, ở mức cao hơn mặt bằng khu vực ASEAN. Lợi thế lớn nhất khiến Việt Nam luôn trong top các nước được doanh nghiệp Nhật mở rộng hoạt động là nhờ quy mô thị trường và tiềm năng tăng trưởng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là thị trường ghi điểm trong mắt doanh nghiệp nhờ chất lượng nhân công,